Sau Jinpu, cặp đôi Thúy Ngân và Trương Thế Vinh công khai mối quan hệ chắc nịch. Mới đây trên trang cá nhân Thúy Ngân đăng tải bức ảnh kề bên Trương Thế Vinh kèm dòng trạng thái. Vậy là hai ta về chung một nhà rồi nha. Được biết trong bức ảnh ấy Thúy Ngân kế bên Trương Thế Vinh và tay cầm giấy đăng ký kết hôn, đồng nghiệp bạn bè và người thân dần, dần dần vô chúc mừng cặp đôi đã về chung nhà. Trước đó là đám cưới Puka Jin Tuấn Kiệt được diễn ra tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, một khoảnh khắc được Lê Dương Bảo Lâm ghi lại trong quá trình dàn khách mời tại sân bay di chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới Puka và Jin Tuấn Kiệt đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đây không phải khoảnh khắc của cô dâu chú rể mà là của cặp đôi từng được nhiều người đẩy thuyền, Thúy Ngân Trương Thế Vinh. Theo đó cặp đôi bị ghi lại khoảnh khắc đứng gần và kè kè bên nhau thân thiết tại sân bay. ST Sơn Thạch cũng có mặt trong khung hình như đang quan sát xem cặp đôi đang nói chuyện gì, càng khiến dân tình thêm thích thú. Khoảnh khắc khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện tình tay ba trong các bộ phim truyền hình. Đặc biệt Thúy Ngân và Trương Thế Vinh chung khung hình mới là điều khiến hội đẩy thuyền được một phen dần dần. Bởi lẽ trước đó cả hai là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích vì quá đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Thúy Ngân là nữ diễn viên xinh đẹp, tính cách đáng yêu của showbiz Việt, cứ tham gia các chương trình là cô được khán giả nhiệt tình ghép đôi với các sao nam VBIT như Isaac, Eti Sơn Thạch vì những khoảnh khắc quá đỗi đẹp đôi dễ thương. Trước đó nam danh hài mười khó bất ngờ để lộ chuyện Thúy Ngân đã chia tay bạn trai sau thời gian yêu đương kín tiếng. Thúy Ngân là nhỏ em, rất là đẹp, rất xinh, đang được rất nhiều người yêu thích nhưng vừa rồi là ấy luôn. Hiện tại không có thế lực nào bắt không được ra đường hay làm này làm kia nữa, ý là bình thường cũng phải gọi là nép mình. Thúy Ngân cách đây khoảng 4 tháng thì hạnh phúc nhưng hiện tại thì độc thân vui tính rồi, kính mời quý cô bác anh chị ai có nhu cầu thì liên hệ Thúy Ngân chia sẻ của Trường Giang khiến cư dân mạng nghi vấn Thúy Ngân từng bị kiểm soát căng thẳng trong lúc yêu đương. Nữ diễn viên trực tiếp có mặt và nghe đàn anh để lộ chuyện chia tay, nhưng không lên tiếng phủ nhận. Cô chỉ nhắc nhở Trường Giang đừng kể quá nhiều thông tin. Anh không cần tường tận chi tiết quá. Câu chuyện của nam em cho đến lúc này. Sau khi Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra vụ nam em livestream ồn ào mạng xã hội, nhiều khán giả và người dùng mạng xã hội quan tâm đến từ khóa nam em, đồng thời thắc mắc về quá khứ cũng như lý do tại sao nam em lại có những hành vi gây ồn ào. Trước khi gây bão trên nền tảng mạng xã hội TikTok, nam em được khán giả biết đến là Hoa Khôi sau khi đăng quang cuộc thi Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu trái đất 2016, cán đích ở vị trí top 8 Trung cuộc về sau là trong vai trò ca sĩ. Vào năm 2018, khi tham gia chương trình Bảy nụ cười xuân, người đẹp vướng lùm xùm tình cảm với một nam nghệ sĩ. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, nam em đã chia sẻ dùng thuốc điều trị trầm cảm trong thời gian dài, điều trị tâm lý, phải dừng hoạt động showbiz một thời gian. Giai đoạn 2019-2022, nam em trở lại tập trung ca hát với giọng hát cảm xúc và ngọt ngào, cô để lại ấn tượng tốt với khán giả. Đỉnh điểm của sự chú ý lần này là việc nam em livestream bênh vực hiền hồ khi nữ ca sĩ bị cư dân mạng chỉ trích có phát ngôn thô lỗ và đào lại quá khứ. Sau đó nam em thường xuyên livestream với những phát ngôn gây tranh cãi như thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia tôi đi bằng đầu, ai cũng cặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi. Trong phiên livestream gần đây nam em đã có buổi trò chuyện với ca sĩ Duy Mạnh, dù được đàn anh đưa ra nhiều lời khuyên nhưng cô không lắng nghe. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, nam em khẳng định cô không cần đến môi trường showbiz. Phát ngôn này khiến cộng đồng mạng bức xúc, đáp trả phản hồi tiêu cực của người dùng mạng. Nam em nhắc tên một nhân vật lịch sử trong livestream như là cách để bảo vệ cho hành vi và lời nói của mình. Tối 21 tháng 2, sau khi biết thông tin, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc trên một livestream khác, nam em chia sẻ, đợi 1 tháng 3 rồi tính tiếp, chứ tạm thời thua đi. Ngày xưa ông bà đánh trận cũng có những lúc đình chiến, cũng có lúc phất cờ, tạm thời thua, nhưng tương lai sắp tới thì chưa biết. Dẫu vậy đến trưa ngày 22 tháng 2, nam em bất ngờ đăng tải lời xin lỗi trên Facebook cá nhân vì đã nhắc đến một nhân vật lịch sử trong livestream không đủ bình tĩnh khi ứng xử với khán giả, có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến việc Hoa Khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua. Trong ngày 22 tháng 2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồ cho biết sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội thu hút người theo dõi, dư luận về phía mình, bằng những hành vi vi phạm pháp luật, không gian mạng là ảo nhưng hậu quả là thật, do vậy mỗi người chúng ta cần ứng xử trên không gian mạng cho đúng quy định của pháp luật. Ông Hồ nhấn mạnh nhìn lại những phát ngôn của nam em, ngoài việc đề cập tên một lãnh tụ nước nhà, phần lớn nam em sử dụng cách nói chung chung, không chỉ đích danh ai nhưng cũng khiến người dùng mạng xã hội tỏ thái độ khó chịu, vì ra sức đoán già đoán non, tên của một số nghệ sĩ khiến cho nghệ sĩ đó bị ảnh hưởng danh tiếng, cho nên vấn đề văn hóa mạng lại được đặt ra tại hội nghị tổng kết của ngành văn hóa thể thao du lịch mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đề cập chúng ta phải xây dựng văn hóa mạng cho trong sạch lành mạnh phát triển bền vững thực tế câu chuyện xây dựng một văn hóa mạng lành mạnh vẫn chưa thật sự thấm sâu vào hoạt động sáng tạo nội dung nên thực trạng nội dung bẩn vẫn tiếp tục diễn ra để văn hóa mạng thật sự lành mạnh cần nhấn mạnh hơn nữa vào sự điều chỉnh của mỗi cá nhân tức nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân người dùng mạng xã hội để văn hóa mạng thật sự lành mạnh trong sạch về khía cạnh pháp luật khi được hỏi giải pháp nào để văn hóa mạng thật sự lành mạnh luật sư Ngô Quý Linh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các chế tài hành chính và hình sự theo tôi là tương đối đủ để xử lý các hành vi vi phạm và gian đe người dùng mạng xã hội khi họ có vi phạm. Tuy nhiên nếu bổ sung thêm được chế tài cấm sử dụng mạng xã hội trong một thời gian nhất định, sau khi có hành vi vi phạm sẽ có ý nghĩa gian đe giáo dục hơn nhiều. Ngoài ra với những hành vi tái phạm hoặc có những hành vi vi phạm khác, có thể bổ sung thêm các mức phạt gấp nhiều lần so với mức phạt vi phạm lần đầu thì tôi tin người sử dụng mạng xã hội sẽ e dè hơn trong việc tiếp nhận và đăng tải thông tin nam em thừa nhận bị tâm thần nặng chồng tương lai như một gánh nặng trên vai cộng đồng mạng thời gian qua có đặt quan tâm đến những câu chuyện được chia sẻ thông qua livestream của nam em không ít người cảm thấy lo lắng cho vấn đề sức khỏe tâm lý của cô trên thực tế từ sau khi nổ ra scandal với nam diễn viên hài nổi tiếng nam em có những thay đổi trở nên nhạy cảm và mắc lỗi phát ngôn trước công chúng dăm bữa nửa tháng là cái tên nam em lại bảo truyền thông vì loạt chia sẻ động trời của mình nghi vấn về việc gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng nam em khi ấy không ngại thừa nhận tôi mắc chứng rối loạn lo âu bác sĩ chuyên khoa gọi là tâm thần không phải tâm thần là khùng mà là một loại bệnh rối loạn cảm xúc tôi dễ rơi vào mệt mỏi căng thẳng rồi sinh ra những hành động không giống người khác tôi suy nghĩ về cuộc sống cũng không giống người ta thật ra tác nhân từ xã hội cũng không lớn vậy thì do di truyền mà thôi tôi cũng đi khắp nơi để tìm đáp án cho câu hỏi xong mình hay đau đớn đến vậy từ đó tôi hiểu được vì sao ba mình mất đột ngột đến thế. Thời gian gần đây cô khiến người hâm mộ lo lắng khi dấu hiệu có vẻ ngày càng nặng và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô trước công chúng. Nam em liên tục béo máu khóc lóc trên livestream và than thở về cuộc đời một cách bất lực, càng nghiêm trọng hơn khi có vẻ bên cạnh cô, một người thật sự có thể hiểu và giúp cô vượt qua là chẳng có ai. Tưởng chừng như bạn trai của cô sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp cô vực dậy tinh thần, thế nhưng thay vì bảo vệ bạn gái, anh lại cùng nam em hứng chịu thêm nhiều ồn ào không đáng có ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy rõ vấn đề mà nam em đang gặp phải chính cô cũng thừa nhận điều đó vậy mà người kề cạnh lại không hiểu dẫn đến tình trạng bệnh càng có thêm nguyên nhân để nặng dù có những phát ngôn gây tranh cãi nhưng nam em vốn được biết đến là một người đẹp có tấm lòng nhân hậu cô là người hiền lành tốt bụng ấy thế mà có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt với cô gái này dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay một bộ phận khán giả lớn đều hy vọng nam em sớm thoát ra khỏi được vòng luẩn quẩn do chính mình tạo nên. Hy vọng cô có thể cách xa mạng xã hội để tránh được những rủi ro không đáng có về phát ngôn thiếu kiểm soát của mình. Nam em hai lời tiếp tục like khóc lóc hối hận khi yêu muốn làm lại cuộc đời. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em tiếp tục chiếm sóng truyền thông khi mới đây tiếp tục lên livestream kể lể về cuộc sống đời tư, khóc lóc vô tội vạ không làm chủ cảm xúc. Dù đã hứa với cộng đồng mạng sẽ ngưng livestream nhưng Nam Em vẫn không giữ lời, cô lên live và nói những câu chuyện mà người nghe ai cũng khó hiểu, lo lắng cho cảm xúc của cô. Theo đó, sau ồn ào chê trách bạn trai trên livestream, chiều 26 tháng 2, Nam Em kể lể về sự đau khổ trong tình yêu. Vốn là một người sống tình cảm thiên về cảm xúc nên mỗi khi đụng đến chuyện này, dường như cô không bao giờ giữ được bình tĩnh. Bằng chứng là trong phiên livestream vừa rồi cô đã tiếp tục khóc lóc và khóc một cách gào thét cho biết bản thân rất hối hận khi lựa chọn yêu đương nam em dường như rất tiêu cực cô nói trong nước mắt nếu được làm lại cuộc đời tôi sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào tất cả những người đàn ông mà tôi từng yêu chưa người nào thật lòng với tôi lời chia sẻ này của nam em khiến dân tình hoang mang theo đó dù đã công khai là bạn trai sắp cưới nhưng gần đây cả hai lại có một số lục đục trong vấn đề tình cảm Gần đây nhất là ồn ào nam em thẳng mặt chê trách Hữu Cường là không biết đi làm ngay trên livestream trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, nam em tiết lộ Hữu Cường là người đứng đằng sau chỉ dẫn cô phát ngôn trên livestream, đụng chạm nhiều người khiến câu chuyện ngày càng tiêu cực hơn. Chưa hết, nam em còn cho rằng Hữu Cường không đi làm, cô vẫn là lao động chính. Lời tố của nam em khiến netizen đều bàng hoàng, tuy nhiên một số người vẫn còn ngờ vực với những phát ngôn này. Cho đến sau màn livestream khóc lóc nói về tình yêu mới đây, thì cộng đồng mạng cho rằng có thể nam em và Hữu Cường đã chia tay. Trước đó nam em từng vướng ồn ào tình ái với nam danh hài Trường Giang. Thời điểm đó cô đã phải nhận về nhiều chỉ trích khi cho rằng là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của nam danh hài cùng với vợ hiện tại là Nhã Phương. Từ sau drama này, sự nghiệp và sức khỏe của nam em bắt đầu lao dốc. Hiện tại việc lạm dụng livestream để liên tục phát ngôn cũng khiến nam em tiếp tục nhận về nhiều gạch đá. Các show cũng cũng dần bị hủy bỏ, cuộc sống rơi vào bí tắc. Nhiều người hâm mộ bày tỏ xót xa, thấu cảm cho những hành động này của nam em, cũng đưa ra lời khuyên mong cô chấm dứt phát ngôn đụng chạm, dành thời gian ổn định cảm xúc. Bởi việc nói trên mạng xã hội là vấn đề nhạy cảm, cộng đồng mạng cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn. Sau cùng, cộng đồng mạng mong cô sớm tìm được biến độ tốt, có thể là nơi nương tựa vững chãi, bảo bọc giúp cô được sống là chính mình sau những đổ vỡ đầy đau khổ trong quá khứ. Nam em bị giang hồ đột nhập quấy rối hỗn chiến trước nhà, phải cầu cứu giữa đêm. Cái tên nam em những ngày qua có thể nói đang là đề tài, bị mang ra bàn tán khắp cõi mạng, liên tục livestream để phát biểu, có những cảm xúc bất thường, déo tên và chia sẻ nhiều câu chuyện trong showbiz đã khiến nam em nhận về nhiều tranh cãi. Theo đó, người tin tưởng binh vực nhiều nhưng kẻ chỉ trích cho rằng cô đang loạn ngôn cũng không ít. Giữa những ồn ào từ các phát ngôn của mình thì dạng sáng ngày 27 tháng 2, mạng xã hội tiếp tục hú hồn trước thông tin nhà của nam em đã xảy ra hỗn chiến một nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự dùng những hành động và lời nói thô bạo trước nhà của cô thời điểm xảy ra vụ việc nam em còn đang livestream với khán giả toàn bộ sự việc đều được cô quay lại làm bằng chứng theo đó nam em đã vô cùng hốt hoảng không rõ nguyên do vì sao trước cửa nhà của cô lại có một nhóm thanh niên có những hành động côn đồ như vậy hữu cường bạn trai sống chung cùng nam em thậm chí còn ra mặt xuống nhà để giải quyết cùng nhóm thanh niên này nam em trong thời khắc đó cũng vô cùng lo lắng cho tính mạng của bạn trai trong livestream cùng lúc với thời điểm xảy ra câu chuyện, nam em liên tục gọi tên Hữu Cường và yêu cầu anh mau vào nhà. Hiện những đoạn video cắt từ livestream của nam em quay cảnh xảy ra hỗn chiến lớn tiếng trước nhà của cô cũng đang được lan truyền rộng rãi. Tuy không quay rõ những nhân vật này, nhưng nhiều người vẫn nhận ra họ là nhóm thanh niên côn đồ đứng cạnh chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa nhà nam em. Vụ việc xảy ra khiến nam em và cả những người theo dõi livestream đồng loạt bàng hoàng, hiện vẫn chưa biết nguyên do từ đâu. Cộng đồng mạng cũng ngờ vực không biết có phải liên quan đến những ồn ào phát ngôn gần đây của nam em hay không. Tuy vậy, hành động gây rối này đều khiến dân mạng lên án vì đã làm ảnh hưởng đến tinh thần cuộc sống cá nhân của nam em. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam em cũng có bài đăng cầu cứu, mong tính mạng của bản thân được bảo vệ. Tôi hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ tính mạng cho tôi và những người thân. Lúc không giờ, một đội thanh niên cầm kiếm nhật đến nhà tôi muốn giết người, xin cơ quan chức năng vào cuộc xin cầu cứu. Kèm theo đó nam em có chia sẻ hai đoạn video quay cảnh hỗn chiến dưới nhà của cô. Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm và tương tác khủng từ phía cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng bất an cho cuộc sống riêng tư đang hàng ngày bị xâm phạm nghiêm trọng này của nam em. Cộng đồng mạng cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, nghiêm ngặt coi lại vấn đề an ninh tại khu vực này, trả lại cuộc sống bình yên cho nam em và những nhà xung quanh. Nguyên nhân đằng sau câu chuyện hiện vẫn chưa rõ dân tình hết sức tò mò và mong gia đình nam em sớm thông tin rõ hơn về câu chuyện này sau khi làm việc với cơ quan chức năng bên cạnh đó nhiều lời khuyên nam em nên tránh va chạm tiếp xúc với người lạ mặt trong thời điểm này để bảo vệ bản thân cũng đã được đưa ra